Chào các bạn. Chào bạn một buổi trưa vui vẻ. Trưa này hai thằng lính mình nó muốn ăn chú chiên với khoai tây lăn bột chiên các bạn ơi. Giờ mình làm chú chiên với khoai tây chiên lăn bột, giờ mình mới chạy mua được một nải chuối các bạn ơi. Và 5 củ khoai tây và dụng cụ để mình làm khoai tây. Rồi giờ bắt đầu mình có 2 bịch bột là một chiên chuối, một chiên giòn nha bạn. Giờ mình có miếng nước, mình đổ đường cho mình quậy thêm cho nó bột nó có vị ngọt ngọt dễ họ dễ ăn ha bạn. Rồi giờ mình pha bột vô nha bạn, mình cũng nhúng lửa sẵn rồi. Nên mình ra tay mình làm bánh nữa. Giờ tất tiên mình quậy bột. Quậy hơi lâu các bạn, là tại vì nó sợ nó có ốc câu á. Mình quậy bột xong rồi các bạn ơi, mình bắt cái chảo lên. Ủa, ngon quá. À, có lăn không lăn nó đi luôn. Đây giờ mình cái dao mình đâu ta, đưa giùm cái dao coi. Giờ mình ép chuối vô nha các bạn, chuối sắc làm hai. Chuối thôi. Hai tay chuối. Bỏ vô bột nha bạn. Bỏ vô nhất hai tay chuối á. Ăn luôn mà. Chạy hoài á. Dầu sôi cái mình ấy ha bạn. Rồi hết. Dính quá. Con hay cháu với con các bạn. Con biết sôi dầu chưa đây? Cho cái đầu tiên vô nha các bạn. Chưa có sôi dầu. Dở rồi, dở rồi. Chỉ hay dầu trên thì nước dầu thôi. Dở cái đó các bạn ơi. Nó cho đi vô là vô luôn chứ không còn nước dầu mà. Không à. Đúng không? Cái đó, cái nước chứ nó cũng sôi rồi kìa. Ừ, sôi hết chứ. Đó. Nó không có dính vô cái bánh này. Bánh nên để con ăn á, còn hai tay này ăn hoa ăn luôn á. Hai tay là cạo luôn á. Mẹ mẹ ở đây là cạo luôn đó. Mình không có làm chuyên nghiệp các bạn, chuyên nghiệp mình này. Mình làm cho có đi ăn thôi các bạn ơi. Em ăn miếng được mấy câu rồi, tự nhiên thay con cá rồi, tự nhiên bể con câu câu cũng nổi với người ta nè. Từ từ bên đây trước đi, cái bên đây ơi, cái bên đây trước á, cái đứa chuối này nó biết hình con nhái luôn rồi trời. Cái chuối biến hình con nhái luôn rồi. Nào. Cho nó biến hình
ngon nha các bạn. Để xuất ra chút của mình để nóng cái bàn anh ơi. Cái này xác xác lên chứ không bị. Nấu đẹp quá. Thêm cái đi anh ơi. Thêm đại vô đi. Thêm cách sao đây? Anh để đại để em dẹt ra cho. Không có chuyên nghiệp các bạn ơi. Nhưng mà thích thì mình làm ăn các bạn. Wow, quá ngon các bạn ơi. Từ từ. Đẹp quá chứ. Bánh thì mình để đây phải không? Mình cho vô một cái nữa cho mình ngưng cho mình đưa khoai tây nha các bạn. Nói chung làm nó cũng phải dính rồi đó các bạn. Dính có đường tỷ hết. Nóng quá anh ơi, nóng dữ dằn lắm. Để nó, đâu gì đó. Cái chú của anh thì nó ù ù anh. Mình không phải chuyên nghiệp, mình là mình ăn. Mình cảm giác nó ngon là nó ngon. Không quan trọng là nó đẹp hay nó dở. Còn hai cái nữa hết rồi các bạn. Quá tại hầm luôn. Tại cái chịu mưa quá. Giờ dùm để tống vô cái. Nó phì hay gì anh ơi? Thì bột nổi mà nó phì chứ. Mình đâu có dùng bột nổi đâu. Cái bột gì? Chiên giòn, chiên giòn với. Bậy gì? Chiên nó chợ. Để lên cái tay mới tái nó nổi lên là tao nói bột nổi. Cái này đen hay quá vậy. Rồi nó hình gì luôn rồi các bạn ơi. Nhưng mà chiên giờ mình các bạn thấy xấu rồi chứ nó ăn ngon hơn chiên ngoài chợ mà. Mà chợ tới chú nó sắp tới làm 4. Bột nó phì dữ lắm. Giờ mình sẽ cho một chút nước vô để mình làm khoai tây nha các bạn. Wow. Làm nhanh lẹ là khó ăn liền các bạn ơi. Bạn thấy không? Gọn nhẹ nhanh lẹ là có ăn liền. Mình vớt cái đó cái mình làm khoai tây nha các bạn. Đây cách làm khoai tây của mình đây. Đây mình đặt ở đây ha. Giờ mình phá lại. Mình cũng lâu quá mình không sử dụng, giờ con không biết cái kiểu xảo nó như thế nào đây. Thank you.
Các bạn thấy không các bạn? Đây cái miếng này một phần mình chiên luôn nha các bạn. Nó mình chiên cho tụi nhỏ ăn nha các bạn. Đẹp không các bạn? Cái máy này là máy phai tây lốc sáng nha các bạn. Đây các bạn nhìn nè, cái củ phai tây mình ra vậy này rất là đẹp nha các bạn. Rồi mình sẽ chế bột lên. Chưa gõ bột đàng hoàng mà để vô rồi các bạn ơi. Rất đẹp. Rồi mình làm củ thứ hai nha các bạn. Đó. Cái máy này là nó xẻ cái củ theo chiều. Thấy không các bạn? Rồi. Đây các bạn. Đẹp không? Cái củ nó ra gì đẹp không các bạn? Mình muốn bự là mình muốn cây dài là mình kéo ra nó đẹp dữ dằn lắm. Đây các bạn, củ khoai tây của mình đây. Nó ra hình như vậy. Đó. Đẹp không? Rồi, mình sẽ la chế bột lên các bạn ơi. Cho nó gõ bột mình để vô nha bạn. Wow. Cái củ thứ này. Củ này nó vàng tươi luôn các bạn. Đây. Dĩa nó đây. Đây mình để bên đây. Đây tới củ thứ ba nha các bạn. Ba chốt của nó được. Cái này cái quân này. Cái máy này mình mua từ đi lên tới Sài Gòn nhà tặng đi mua tới Sài Gòn mà kiếm được cái máy này nha các bạn, chứ không phải là đây giờ mua có cái máy xay này đâu nha các bạn. Rất là khó đó nha. Đó. Khoai tây mình đâu cần cắt khúc đâu các bạn. Thấy không? Khoai tây vô quán mì cay đồ cắt khúc, cắt miếng rồi chiên các bạn không có đâu, mình chơi sắn nghe nè các bạn. Củ khoai mình sắn bằng lá nghe các bạn. Đó, mình tẩm bột vô mình chiên rồi.
cực kỳ nghe bạn. Wow, chỉ bột lên hấp dẫn lắm nha các bạn. À, giờ dớt nó ra đi, em để vô cài. Bỏ lại như đi anh. Này, vô. Đó. Củ thứ mấy đây? Củ thứ 3. Lửa phải tay lửa mấy cái nó dài dài nhỏ nhỏ con con nha bạn. Trời ơi. Nó nặng quá. Mình xem không qua. Được một cây á quá. Trời ơi rồi rồi. Bạn ơi, cái lỗ phai tay này là cái khúc đuôi với khúc đầu nó còn sót lại các bạn. Giờ mình đưa vô mình làm thập cẩm luôn. Mình đợi cái này cho nó giòn, nó chín các bạn. Thấy cái bánh, cái củ phai tây mình làm ra không các bạn? Đây, rất là đẹp, rất là ngon đấy, như cái kem nha. Còn đây hai cây nữa các bạn ơi. Còn chú chiên mình xong rồi nè các bạn. Đây, ngon. Đơn giản thôi. Đừng phá của cha đứt tay đó, bén lắm. Trời mình lâu quá bạn ơi. Dĩa chuối của mình rồi các bạn. Vậy là mình được hai món bánh cho tụi nhỏ đỡ mua mắc tiền nữa mà ăn lại ngon nữa. Ăn không bệnh, ăn lại bổ nữa các bạn. Mình làm gì giờ mình xào quá chất cho nó đỡ một chút các bạn ơi. Không mà giờ mua cái máy này chắc hơi khó. Máy lúc phải tay lúc sáng này hơi khó. Mua cũng lâu rồi. Mình làm cái củ khoai này rất là đẹp, ăn rất là ngon. Cực kỳ luôn. Bạn hồi ăn với tương ớt cực kỳ luôn các bạn. Giờ nó chín nha các bạn. Cái này chắc chín rồi đây. Wow, quá là đẹp luôn. Rõ dầu nữa nè. Đây. Cái món. Con này tụi nhỏ rất thích. Nóng quá. Nóng quá. Sắp có món ăn rồi các bạn ơi. Ngon quá. Như ta. Một cái món ăn nãy chuối 5.000. Nãy chuối 5.000. Hai bịch kia là 15.000. Là 20.000. 20.000 với mấy củ phai tây thì 10.000 nữa. Có 30.000 hả các bạn? 30.000 mà một cái bánh này với mấy củ phai tây này. Rất là rẻ nha mà. Có tính tiền củi không? Trời, giòn rồi các bạn ơi. Giờ mình làm cái bánh cuối cùng là bánh thập cẩm nha các bạn. Mình vét cái thập cẩm nha bạn. Đây. Trời ơi, cái tay không rồi các bạn ơi.
cái bánh này không biết ra cái gì đi. Bột có. Nói chung mình làm nó có bán mà mình ăn thì cái nào cũng vậy thôi. Wow. Bánh bánh ra không anh? Đâu để mình hỏi cái bánh này nó ra hình gì nha bạn. Các bạn để ý rồi cái bánh này ra hình gì nha. Đừng nói gì con á. Trời ơi cái gì dữ vậy anh? Tiền ơi. Cái này không hiểu là cái gì luôn. Đây nóng lên, wow. Cái này mỏng ra. Khỏi. Thường quá. Rồi các bạn ơi. Rồi các bạn. Mình chiên xong rồi. Trời cái gì anh? Này cái cuối cùng nó hình 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 bánh chà bá luôn. Cái này hình có một cái thiên thạch mà vũ trụ. Giống như wow, cho làm gì ra ngon. Nói chung quá. Là bà lấy tương ớt xương sai ăn. Dạ đây xương sai ăn với cái này nè. Trời ơi. Dạ. Các bạn ơi, các bạn ngủ các bạn ơi. Cái xe ủa mà. Đây hai ba các bạn ngủ các bạn ơi. Ủa con gà mới chịu. Dạ trời. Em ăn dạ, mời cô chú đi tiếp. Chào cô chú. Mời cô chú cùng ăn với con. Chào các bạn nha. Thật già luôn rồi nha. Tôi biết chai rồi. Mời cô chú đi, mời cô chú. Mời cô chú ăn với con. Chú ngồi, nó giòn, ngon được. Ngon quá. Con các bạn ơi. Đây, con đã lấy từng xa từng ớt để ăn ở đây. Đúng rồi, ăn với từng thân ớt bò. Ấy rớt rồi các bạn ơi. Mời cô chú ăn chung với con nha. Miếng khoai tây bự mà tròn đẹp quá. Đâu để con chấm thử ăn miếng. Cả ngắm luôn rồi các bạn ơi. Ngon nè. Này giống khoai tây quá trời. Ngon nữa. Khoai tây cái gì thế cháu. Này bạn, cái à. Nè nữa nè. Ngon quá. Ngon quá. Cái chấm gì cha. Ngon không. Ngon. Có xạo không quá. Chà, ngon ghê luôn chà. Có sợ không? Có sợ. Nó dạ. Không tin. Dự. Nó dạ. Dạ đàng hoàng. Dạ. À. Dạ. Còn miếng này thử các bạn. Nó dạ ăn thử. Ngon quá. Ở tay là nó lạc các bạn. Chấm với từng ớt. Miếng từng xay không? Xay với từng ớt nữa. Nó là ăn với từng ớt từng xay nha các bạn. Bơi cũng được, còn nó phải tay mà. Ngon quá chưa? Ngon quá. Ngon quá. Này nóng quá. Thiên thạch ngoài vũ trụ. Thôi các bạn ơi, nó ngon. Rồi. Cái bự. Giòn ngon. Nó chấm với từng ớt từng xay, nó cực kỳ ngon nha bà. Giòn. Mà nóng quá. Quá ngon cô chú ơi. Quá ngon luôn các chú luôn. Thôi cho cha 9 điểm. Nói được rồi nói, ngọng đừng nên nói. Cho cha 10 điểm luôn. Ăn nó rồi. Ngon quá trời ta. Ê, cái dụng mà không dụng đâu nha. Cực kỳ luôn. Ôi ôi, phai của nó nè. Hực hơi nóng luôn mà. Phai không mà. Ngon lắm. Cái lớp này mà. Chấm từng ớt cũng sai nữa. Ngon lắm mà nóng quá. Nóng quá nóng kinh khủng luôn. Quá ngon cô chú ơi. Quá ngon rồi. Ai để bùi hơn. À con sẽ ăn thử miếng không. Miếng này giống con mực quá cô chú ơi. Nhìn giống như trang con mực luôn á. Đâu để con chấm nữa ơi. Mà cô chú ăn chúng con nha. Cái chú chiên nữa các bạn ơi, rồi quay lại cái đó để cho nó nguội bớt. Cái đó ăn ngon chú chiên. Ý lộn hồi nãy sao chấm không biết á. Ngon. Cô chú à. Ăn hết rồi. Thôi thôi. Nó lụm cái dành nó quất hết. Chú tiếng giữa. Được rồi. Mời các bạn nha, ngon quá. Gã. Gã ghê luôn, khóc còn hết ghê. Làm gì vậy Linh?
giống như con gà lắm. Mọi người xem đây. Mọi người xem đây. Ngon quá à. Ừ, khổng không? Ngon, quá ngon. Đã quá. Ngon được. Đưa bụng trưng. Cả chục cái. Nó mười mấy cái. Để giùm con miếng luôn. Đúng rồi. Bánh ngon. Các bạn thấy hợp hơi luôn nào, cái củ khoai nó. Củ khoai nó còn nguyên con ơi. Để đây nè. Nguyên củ khoai. Cái này là gặt ghi ăn với tương ớt không sai nha bạn. Cái món này hồi xưa giờ không ai làm đâu, tại cái món vụn với bột vụn rồi mình làm luôn. Khúc cuối chứ đang là món của nó đây nè. Vụn mình làm nó. Chấm mấy tương ớt mình xay. Cực kỳ đã. Nó nóng quá. Nó còn nóng mà. Ở bự chứ hơi không nóng. Dạ cho con miếng nướng đi cha. Nó nóng chuyện khủng rồi là trời. Mày có ăn cái đó đâu mà nó nóng mày. Không quá. Cái này độ giòn của nó. Giòn à. Tiên ăn thử một miếng khoai tây đi Tiên. Thôi. Nè anh phải bẻ cho miếng nè. Không ăn hả? Anh hay ăn thôi. Ừ ngon quá. Cái màu khoai tây này là con chấm cho chim. Ai muốn ăn ngọt. Ăn chú chim. Muốn mặn lại này. Nhưng mà vẫn tông một cái thao bột. Mà lại ra hai cái món ngọt món lạc. Các bạn thấy hay không? Các bạn làm thử đi. Cực kỳ ngon. Tại món ngọt này nó nhờ chuối nó ngọt. Còn khoai tây thì bác ca không biết rồi. Có độ bùi thôi. Chứ nó không có vị ngọt. Có lạc mà ăn với tương ớt không sai nữa. Ôi trời ơi nó đã. Mình ra sắp rửa rồi các bạn ơi. Đúng rồi. Nó nóng quá. Nó nóng quá. Cục này nó nóng. Cục này toàn là phai không con nghe các bạn. Nhưng giữa. Nóng quá. Mời các bạn nha. Con sẽ lấy thêm một miếng khoai. Đây là được một bữa tiệc ăn. Một bữa tiệc ăn giặt. Ngon quá. Trời ơi. Ta từ từ cũng hết. Ai gọi như vậy hả? Ngon thiệt chứ không ai mình ăn mình nói ngon đâu nha. Cực kỳ ngon luôn á. Ngon quá. Ta cũng giống cha vậy á. Ngon thiệt. Cha cũng giống con mực quá. Giòn quá. Phải. Một cái mà ăn chung với con nha. Béo. Thịt miếng tương ớt thay vô con. Rồi mình ăn tới đâu mình xịt tới đó. Dạ. Chiều hết ăn cơm quá. Ngon quá. Đó. Con bịch một cái là ra một miếng vậy. Đi ăn khoai tây hả? Bịch nhìn hai nè. Món này rất là lạc nữa bà. Nhật nước còn sai. Rồi ẩm đà. Còn món này á. Chấm vô chân sai với chân ớt. Vừa ngon nữa. Ngọt quá. Ngọt quá. Ngon quá món này. Mình chưa về ăn xong rồi nha. Thấy gì không có. Đang chuẩn con miếng nè. Chắc dữ rồi. Tiền ăn miếng không? Ăn không nè. Còn đợi phải lan nữa nha bà. Ăn miếng làm cái chú chiên nữa kìa. Tiền ăn khoai là tiền ăn khoai tây nè. Cái chú chiên nó thon thon nó bé bé mà nó đẹp nha bà. Rất là ngon nha. Cha con xây vòng hình tròn đẹp luôn. Nhìn nè cô chú. Nó hình tròn đẹp luôn. Cái này tay không bao giờ làm được nha bà. Máy làm mới được chứ tay không bao giờ làm được nha. Cái này cái cây ghim mình cục. Chứ đáng lẽ kéo nó dài cả tới cỡ dày nha bà. Chiên chảo lớn á. Cũng rất là đẹp. Chứ cái cục hơi nhỏ. Làm chú mình cảm. Dạ con chuyển qua món khoai. Kỳ. Ôi mình nhảy nhạc hết hớp luôn không vậy. Ngon quá nhảy.
Ừ. Ăn hơi gì 4-5 cái hả? Ừ, giòn. Khoai ăn mềm. Với trà giống. Cho thử miếng khoai lang đi chà. Ngon á. Ngon quá. Ăn này. Ăn này. Chà thấy ăn cứng nào. Trời ơi, cái tiêu diệt hàng khủng. Giống giàu quá. Từ nãy thì con ăn cái củ khoai lang mà còn ở đây con bút luôn rồi. Giòn. Thử nghĩ đi. Cơm được bao một chén, cái này ăn cỡ nào chứ cũng được 4 cái lại. Nó nóc rồi. Quá. Nhưng có nửa cái này nữa. Cà phê ăn hết chứ con. Xin lỗi chị không nói. Nước à. Uống quá lấy tớn rồi làm tiếp à. Cà uống nước để có sức để ăn tiếp. Ngon lắm chút chút. Ngon quá. Trời ơi. Môi giống con mực. Ôi, con muỗi. Dích hả? Mày yêu con mà con đi. Hấp dẫn quá. Sẽ ăn một miếng của cha. Dẫn con là nò. Ăn một của cha. Cái phủ bự chưa? Ở sao kia? Đưa cho cha này nhưng bạn. Mà không bự bằng của này. Bột có giòn đó bạn. Vô lên tay vô tôi rồi. Con. Con nè. Mình hãy giao tay lại cho sức khỏe. Nó đớt đá. Anh chăn cá bánh mì quá. Thôi cô Covid-19. Covid-19 nè. Covid-19. Đeo chăn đi vút. Đeo ở trang virus mà Tin đã đeo rồi, sao đeo được nữa. Em đeo ở trang không dọn. Nó mềm. Nó ngọt. Một nửa cây này nữa các bạn ơi. Cái chuối bên trong nè. Có từ đó từ sau vậy, nó đỡ ngán chứ ngọt nó ngán rồi. Chất ngọt vẫn còn bên trong. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Ngon quá. Ăn nữa đi Tiên. Ngon rồi chú ơi. Ăn quay trời. Ngon quá. Cũng nhanh chứ. Muốn băng rồi đó chứ giỡn đâu. Nhảy là chăng. Muốn xỉu không. Vậy là mình làm riêng chút mình cho tụi con mình cũng được cái món bánh ăn nha bạn. Xưa là vậy không các bạn, thời của mình mua đâu có bột. Các bạn thấy là ngâm bột mà xay bằng cái cối nữa kìa, chứ không phải nhờ mình muốn xì tiền mà mua có bột gì liền đâu các bạn. Vậy là mình thấy mình khỏe, sống trong cái mùa dịch này nó đỡ tốn được chút đỉnh rồi. Nói mua mà nãy cho ăn cho con mà ăn đã thôi, hai đứa này với mình ăn nữa hơi bộn tiền đó bạn. Mà kinh phí giờ nó eo hẹp. Ăn nữa không? Hả? Ăn nữa không? Ăn quá trời. Trời cũng thấy ngờ quá. Thôi nói chung mà no thì mình ra đây chào tạm biệt cô chú nè. Chào biệt cô chú rồi nha. Ngồi xuống nói đàng hoàng, chưa gì tên mới kêu à. Chào biệt cô chú. Tạm biệt cô chú nha. Hãy đăng ký kênh mình thôi. Hãy nhớ đăng ký ở kênh For Vlog. Và nhấn like một share. Và bấm đăng ký chuông để được video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt. Tạm biệt các bạn nha. Tạm biệt các bạn.